Thưa quý vị và các bạn thân mến, quan chức treo bản đồ lưỡi bò bày tỏ lòng trung thành với Trung Cộng. Những người có thẩm quyền nếu còn tinh thần dân tộc và có tinh thần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc cần phải rà soát lại tất cả các phòng làm việc của các quan chức từ trung ương trở xuống. Nếu phát hiện kẻ nào treo bản đồ đường lưỡi bò phải điều tra xem chúng có làm việc cho Trung Cộng hay không. Tùy thuộc vào kết quả điều tra mà xử lý hình sự, xử lý hành chính, cách chức. Không thể để chúng thách thức người yêu nước Việt Nam và bày tỏ lòng trung thành với Trung Cộng một cách ngang nhiên như thế được. Đường lưỡi bò là vấn đề nhạy cảm đối với người Việt Nam, vì vậy mọi hiện diện của nó trên đất nước này đều bị phản đối mạnh mẽ. Mới đây nhất, do áp lực của mạng xã hội, diễn viên Thành Long phải hủy chuyến đi thăm Việt Nam theo lời mời của Operation Smile vì hắn đã ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Cộng. Song song với việc tỏ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông bằng việc đưa ra bản đồ hình lưỡi bò, Trung Cộng luôn luôn tìm cách quảng bá đường lưỡi bò dưới mọi hình thức. Chúng in bản đồ lưỡi bò lên áo du khách, lên các sản phẩm, lên hộ chiếu hay dán lên chỗ nào có thể dán được. Thủ đoạn quen thuộc của quân xâm lược là biến không thành có, biến chủ quyền đương nhiên của Việt Nam thành vùng tranh chấp. Từ điều vô lý, chúng nói đi nói lại, hòng biến thành có lý. Lưỡi bò ở hạ tầng cơ sở. Tôi lạm dụng cụm từ hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc trong bài viết cho dễ biểu đạt, dù biết đó là những khái niệm triết học nên sử dụng có phần khiên cưỡng. Trước việc Trung Cộng tìm đủ mọi cách để quảng bá đường lưỡi bò vào Việt Nam, nhà chức trách phải xử lý một số vụ việc được dư luận đồng tình, như không chấp nhận hộ chiếu có in bản đồ lưỡi bò, xử lý những hoạt động quảng bá cho đường lưỡi bò, tịch thu những sản phẩm có hình lưỡi bò. Xin nêu vài ví dụ không mang tính thống kê. Ngày 3 tháng 11 năm 2014, hai vợ chồng người Trung Quốc đem bản đồ hình lưỡi bò vào Việt Nam bị cảnh cáo và trục xuất về nước. Công ty lữ hành ở Nha Trang bị xử phạt 42 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 9 tháng vì đã để du khách Trung Quốc mặc áo in đường lưỡi bò nhập cảnh vào sân bay Cam Ranh ngày 13 tháng 5 năm 2018. Tại các cửa khẩu, hải quan không đóng dấu lên hộ chiếu in đường lưỡi bò, thay vào đó là cấp thị thực rời. Tháng 10 năm 2019, bộ phim hoạt hình Everest, người tuyết bé nhỏ bị phát hiện có nội dung lồng ghép bản đồ đường lưỡi bò. Bộ phim đã bị rút và dừng chiếu. Đầu tháng 11 năm 2019, vụ để lọt đường lưỡi bò trong giáo trình giảng dạy của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị phát hiện gây ra cơn bão mạng, buộc phải thu hồi tiêu hủy. Theo Vietnamnet, ngày 8 tháng 11 năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã phát hiện thị trường miền Nam xuất hiện loại thiết bị biến đổi điện mặt trời, ứng dụng phần mềm để theo dõi vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, có chứa hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò và yêu cầu không sử dụng những sản phẩm này. Cũng ngày 8 tháng 11, Zing đưa tin công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Hoa Mai Hải Phòng nhập 12 xe bị hải quan phát hiện, 7 xe có đường lưỡi bò trên định vị. Cơ quan hải quan yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tạng vật. Trước đó, ngày 23 tháng 10, có 2 xe Volkswagen CR745G do công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Thế Giới nhập về bị phát hiện có đường lưỡi bò trên định vị đang chờ xử lý. Trước tình hình hình ảnh đường lưỡi bò cài cắm ngày càng tinh vi, Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm tra 100% điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc về phía nhân dân cũng có những phản ứng phản đối với việc quảng bá cho đường lưỡi bò. Nhiều khách sạn không cho người Trung Quốc thuê vì hộ chiếu có in hình lưỡi bò. Nhiều nhà hàng, cơ sở dịch vụ từ chối phục vụ người Trung Quốc. Bất chấp việc ảnh hưởng đến doanh thu của họ, những phản ứng ấy của người dân rất đáng hoan nghênh. Đó là những người Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc, có tình yêu và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Còn thượng tầng kiến trúc thì sao? Thế nhưng khi thái độ và phản ứng ở ngoài xã hội như thế thì cờ 6 sao lại được dùng để đón khách Trung Cộng. Bản đồ đường lưỡi bò lại xuất hiện trên một số chương trình truyền hình hay ngạo nghễ ngự trong phòng làm việc của lãnh đạo cao cấp. Tháng 12 năm 2011, khi đón tướng cướp Tập Cận Bình, phía Việt Nam dùng cờ 6 sao, dư luận phản ứng cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam sẽ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, những người chủ trương việc này nhanh nhẩu đổ cho lỗi kỹ thuật.
Lỗi kỹ thuật không chỉ dừng ở đó, ngày 13 tháng 9 2019, kênh VTV1 xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò trong bản tin dự báo thời tiết. VTV cũng từng dùng cờ 6 sao trong chương trình thời sự sử dụng hình ảnh quân đội Trung Quốc để minh họa cho hình ảnh quân đội Việt Nam. Đài này còn tận dụng nhiều cơ hội để quảng bá tuyên truyền cho tham vọng của Trung Cộng mà trong phạm vi một bài viết không thể kể ra hết. Có một điều lạ là đài này chưa bị xử lý bao giờ về những lỗi ấy. Hẳn nhiều người còn nhớ hồi tháng 3 năm 2014 trong tin Thủ tướng lệnh sớm dập tắt dịch sởi, nhiều trang báo đã đăng hình ảnh phòng họp của Nguyễn Tấn Dũng treo hai tấm bản đồ cỡ lớn có in hình lưỡi bò. Nhiều người sửng sốt khi nhìn thấy hình ảnh này và không thể không đặt ra câu hỏi Nguyễn Tấn Dũng làm việc cho ai. Một số trang báo mạng khi ấy đã bày tỏ phẫn nộ về sự việc này nhưng cũng chỉ là viên đá ném xuống ao bèo. Chuyện treo bản đồ lưỡi bò trong phòng làm việc không chỉ có thế. Hôm 8 tháng 11 vừa rồi, Facebooker Phạm Minh Vũ cho biết anh có bạn đang làm trong đài truyền hình Hưng Yên kể có lần được vào văn phòng bí thư tỉnh ngồi dùng trà. Trong phòng nổi bật nhất là tấm bản đồ lớn có đường lưỡi bò. Khi hỏi thì bí thư tỉnh Hưng Yên khoe mới đi Trung Quốc tháng trước được bí thư Côn Minh tặng. Cũng người bạn này kể tại phòng giám đốc sở xây dựng tỉnh Nam Định cũng có tấm bản đồ có đường lưỡi bò và cũng do đi Trung Quốc công tác được tặng. Về mấy sự việc này, Facebooker Phạm Minh Vũ cho rằng theo bản đồ có đường lưỡi bò là điểm cộng để đánh giá xét duyệt hạnh kiểm đạo đức của quan chức như là phép thử để cân nhắc có cho lên chức cao hơn hay không. Như vậy, có thể thấy hạ tầng cơ sở rà soát, bắt giữ, tiêu hủy các sản phẩm có đường lưỡi bò rất ráo riết, còn thượng tầng kiến trúc thì nó lại xuất hiện rất ngang nhiên. Đây là một câu hỏi buộc người dân phải nghi ngờ về tâm địa của những người lãnh đạo đối với chủ quyền và vận mệnh Tổ quốc. Phải chăng họ đã thừa nhận đường lưỡi bò của Trung Cộng đưa ra? Thật tội nghiệp cho người dân và những công chức cấp thấp, trong khi họ bằng mọi nỗ lực ngăn chặn đường lưỡi bò thì lãnh đạo cấp trên lại quảng bá cho nó một cách ngang nhiên như vậy. Một điều thấy rõ là bản đồ lưỡi bò treo ở phòng làm việc của bí thư tỉnh, của giám đốc sở hay của thủ tướng không phải chỉ mình ông ta biết. Dân gần như không được ra vào nơi đây và nếu được thì run quá rồi. Tâm trí nào mà tọc mạch xem bản đồ có đường lưỡi bò không và nếu thấy cũng không dám nói. Còn thuộc cấp và cấp trên thì thường xuyên đến làm việc, tất nhiên ai cũng biết và ai cũng ngậm miệng. Phải chăng đây là một sự thừa nhận ngầm trong giới lãnh đạo quan chức cộng sản với nhau? Những người có thẩm quyền nếu còn tinh thần dân tộc và có tinh thần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc cần phải rà soát lại tất cả các phòng làm việc của các quan chức từ trung ương trở xuống. Nếu phát hiện kẻ nào treo bản đồ đường lưỡi bò phải điều tra xem chúng có làm việc cho Trung Cộng hay không. Tùy thuộc vào kết quả điều tra mà xử lý hình sự, xử lý hành chính, cách chức. Không thể để chúng thách thức người yêu nước Việt Nam và bày tỏ lòng trung thành với Trung Cộng một cách ngang nhiên như thế được. Nếu không xảy ra cái tát rát mặt mang tên Hải Dương 8 mà kẻ cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa dành tặng cho đảng em ở Việt Nam, không biết đến bao giờ Nguyễn Phú Trọng và những đồng đảng mới chợt tỉnh ngộ để bắt đầu dò dẫm giãn chung về kinh tế. Vụ điều tra nhôm Trung Quốc là chủ trương của Bộ Chính trị Đảng. Tháng 12 2019 đã ghi nhận lần đầu tiên Tổng cục Hải quan Việt Nam mời các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tham gia cuộc điều tra vụ 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam giá trị đến 4,3 tỷ đô la và về thực chất là một ổ bạch tuộc khổng lồ ngay tại Việt Nam. Nhưng có phải chỉ riêng Tổng cục Hải quan Việt Nam dám quyết định cơ chế mời rất nhạy cảm chính trị đối nội lẫn nhạy cảm đu dây quốc tế trên? Nếu căn cứ và truyền thống Việt Nam từng nhiều lần mời các đoàn cấp bộ của Hoa Kỳ và những đoàn thuộc nghị viện Mỹ sang thăm Việt Nam thì vụ này phải do cấp thường trực Ban Bí thư và tập thể Bộ Chính trị chấp thuận. Hẳn nhiên Tổng cục Hải quan đã phải xin ý kiến từ Bộ Chính trị hay xin ý kiến của đích thân Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng cho phép, hoặc việc này là do Bộ Chính trị chủ ý của ông Trọng yêu cầu thì Tổng cục này mới đủ can đảm mời một đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ tham gia vào cuộc điều tra này. Trong cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện và cấp dưới thường im như thóc mà chẳng dám động đậy chân tay trước khi có ý kiến của cấp trên như hiện thời,
Rất nhiều khả năng vụ mời và phối hợp điều tra trên thuộc về chủ ý của Bộ Chính trị, Đảng hoặc của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Nó cũng có nghĩa là công tác điều tra hành vi gian lận thương mại của các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành một chủ trương không công bố của Đảng cầm quyền tại Việt Nam và được chỉ đạo triển khai cho các ngành liên quan như hải quan, công an, tài chính, công thương. Hành động này xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều năm và sau cả một thời gian dài nền kinh tế Việt Nam gần như bị các cơ quan quản lý nhà nước bỏ mặc để các doanh nghiệp Trung Quốc tha hồ thao túng và lũng đoạn. Hoặc còn hơn cả thế nữa, chủ trương điều tra 1,8 triệu tấn nhôm của Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam không chỉ mang tính an ninh kinh tế mà còn có hàm ý an ninh chính trị và an ninh đối ngoại. Nó như một cú trả đũa gián tiếp của đàn em đối với đảng Anh Trung Quốc sau nhiều tháng khu vực bãi tư chính và vùng duyên hải của Việt Nam bị tàu Hải Dương 8 cùng nhiều tàu hộ vệ quần thảo như trốn vô chủ quyền, như một sự xúc phạm ghê gớm vào mặt giới quan chức Cộng sản Việt Nam chưa đánh đã sợ, vãi đái ra quần. Bởi cho tới nay không loại trừ việc thế lực đứng sau doanh nghiệp nhôm toàn cầu Việt Nam và hai ông chủ của nó mang quốc tịch Úc nhưng có gốc Trung Quốc và chủ nhân của 1,8 triệu tấn nhôm chính là chủ Trung Quốc. Hành động điều tra 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam đã cho thấy kể từ khi bị té lộn cổ bởi thói đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ, giới chức vụ Cộng sản Việt Nam đang lờ mờ tỉnh ngộ và đang tìm cách thoát ly khỏi quỹ đạo nhền nhện của đảng Anh, cùng lúc nhích thêm một chút về phía người Mỹ. Trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng hay một quan chức được ông ta ủy quyền sẽ đi Washington để nâng cấp đối tác chiến lược với Mỹ, sự thật rất hiển nhiên là Hà Nội đang sợ hãi đến mất ngủ trước nguy cơ trở thành đối tượng sau Trung Quốc bị Trung thi hành đối sách chiến tranh thương mại, trong đó hai mặt hàng thép và nhôm của Việt Nam chắc chắn sẽ nằm hàng đầu trong sổ đen của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ. Cần nhớ lại, trong vụ tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc vào tháng 12 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định rằng có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi đó, ở Việt Nam, một số chuyên gia độc lập đã cảnh báo về việc nhôm tấm của Trung Quốc mượn đường Việt Nam sang Mỹ, nhưng chính phủ Bộ Công Thương Việt Nam không có hành động cứng rắn gì, không những thế, còn có lỗ hổng pháp lý mà dường như bộ này cố tình để cho Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam. Cũng có nghĩa là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ bao gồm cả giá trị hàng hóa thép và nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc, tức Việt Nam đã thông đồng với Trung Quốc để lừa người Mỹ. Đó chính là nguồn cơn khiến Trung và nhiều quan chức Mỹ giận dữ, để Trung thốt lên Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, đầy đe dọa. Và đó cũng là nguồn cơn mà đã khiến cho giới chóp bu Cộng sản Việt Nam phát sốt và phải tìm nhiều cách với thái độ ngày càng chân thành hạn chế đòn đánh thương mại của Trung. Một trong những cách né tránh trên là cho điều tra gấp rút 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam và phô trương kết quả điều tra ban đầu như một cách kể công với Mỹ. Hiện tượng giãn Trung gần Mỹ trên là dấu hiệu thứ hai cùng tính chất xuất hiện trong thời gian 2 tháng gần đây trong cùng lĩnh vực kinh tế có giãn Trung bền vững. Vào tháng 9 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã phải hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu tiên cho các nhà thầu trong nước. Ngay trước đó, một bản kiến nghị được một số tổ chức xã hội dân sự và nhiều trí thức, người dân ký tên đòi công khai vụ việc này và loại các nhà thầu Trung Quốc khỏi dự án cao tốc Bắc Nam vì lý do Trung Quốc lũng đoạn về quốc phòng và an ninh trong dự án này. Vụ hủy bỏ trên nằm trong bối cảnh lần đầu tiên yếu tố an ninh quốc phòng được nhấn mạnh trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài bởi chính một nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng vào tháng 8 năm 2019. Mặc dù chẳng có báo đảng nào hé miệng nhưng ai cũng hiểu rằng yếu tố Trung Quốc, quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống hạ tầng cơ sở của Việt Nam và biến nơi đây thành một bãi rác công nghệ khổng lồ. Vụ hủy bỏ cơ chế sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam có thể xứng đáng là một sự kiện lịch sử, là một bằng chứng chưa có tiền lệ về tương quan nhỉnh hơn của phe giãn Trung so với phe thân Trung trong đảng sau nhiều năm giằng co, thậm chí giãn Trung còn phải chịu lép vế trong nhiều thời điểm. Cùng với những dấu hiệu giãn Trung về kinh tế là hiện tượng giãn Trung về xã hội, trong thời gian qua lại tại một số tỉnh thành
trọng yếu của Việt Nam đã diễn ra phong trào bắt Trung Quốc, đường dây đánh bạc do người Trung Quốc tổ chức. Đường dây SET cũng do người Trung Quốc lập ra, hàng loạt người Trung Quốc ăn trộm ATM và dùng thẻ tín dụng giả. Những vụ tội phạm đó đã tồn tại từ rất lâu nhưng cho tới nay mới được công an xử lý. Cứ như thế mới lần đầu tiên được phát hiện. Ngay cả khuynh hướng giãn trung về kinh tế và xã hội trên cũng chưa có gì chắc chắn sẽ được duy trì một cách bền vững, bởi di sản cõng rắn cắn cả nhà mà nhiều bộ ngành kinh tế, kỹ thuật và lớp quan chức thân nhân dân tệ Việt Nam để lại và đang tiếp tục kiến tạo là núi nhập siêu khổng lồ lên đến 50 tỷ đô la mỗi năm của Việt Nam từ hàng hóa Trung Quốc, trong đó có đến 20 tỷ là dạng nhập siêu tiểu ngạch và phi chính thức. Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam dám giãn trung về chính trị. Chẳng phải hoài nghi rằng cơn ung thư đu dây chính trị và ngả ngớn với Trung Quốc đã di căn quá sâu vào cơ thể và não bộ của đảng cầm quyền ở Việt Nam. Đã rất nhiều lần trong quá khứ, cứ sau mỗi lần căng thẳng quan hệ Việt-Trung, nhưng khi Bắc Kinh nhón một ngón tay hữu hảo ra thì ngay lập tức Hà Nội lại đâu vào đấy sẵn sàng rúc mặt xuống cát để đổi lấy một chút bình yên giả tạo trước chén thuốc độc của Tập Cận Bình. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.